Nhà đất Hằng đây. Xin kính chào tất cả các anh chị đang thân mến. Và để tiếp tục phê thống nha đẹp, hôm nay Hằng đi giới thiệu khách hàng mình một ngôi nhà gia chủ đang rất là ngợp, giá cũ kêu lên tới 12 tỷ đồng, nay hạ giá chốt nhanh chỉ còn mức giá 8 tỷ 700 triệu đồng cho một căn nhà phố ngay trung tâm quận Phú Nhuận, cách quận 1, quận 3 chỉ 3 đến 5 phút di chuyển, một trục đường huyết mạch, trục đường hình nhân bánh thông ga Hoàng Sa Trường Sa nè cả nhà, kết nối với trục đường Lê Văn Sĩ á. Đó, một căn nhà góc hai mặt tiền đường mà gia chủ mình đang giao bán với mức giá chỉ 8 tỷ 700 triệu đồng thôi nha cả nhà. Và ngôi nhà hôm nay Hằng đi giới thiệu khách hàng mình, kết cấu chuẩn là một trệt một lửng, 4 lầu thêm tầng sân thượng bên trên nữa, tính ra nhà mình lên tới 6 tấm luôn cả nhà. Thuộc hướng chính là hướng Tây, Tây Nam, phù hợp cái này mình cứ mời là Tây Tứ Trạch. Với diện tích chiều ngang cho ngôi nhà là ngang 4m1, chiều sâu vào là 11m. Khuôn đất của mình công nhận đủ, vuông vắn cho đến sâu luôn này cả nhà. Đó, một căn nhà phố đã đầy đủ công năng luôn, mặt tiền dùng để kinh doanh. Phòng khách, phòng bếp bên trên có tổng là 7 phòng ngủ, kèm ban công, sân thượng đầy đủ luôn á. Một căn nhà vị trí góc hai mặt tiền đường, tọa lạc tại trục đường Huỳnh Văn Bánh thuộc phường 13 quận Phú Nhuận nha cả nhà, ngay vị trí trung tâm kết nối với trục đường Lê Văn Sĩ thông ga Hoàng Sa Trường Sa. Đường trước nhà của mình hiện hữu rộng 7m nè, ba chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái luôn á. Đó, đường trải nhựa ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu đây nè cả nhà. Một ngôi nhà giá bán quá là hợp lý, lâu lâu mới có một căn, ngay vị trí trung tâm quận Phú Nhuận, thuận tiện di chuyển các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, và phân khúc giá bán 8 tỷ hơn, xe ô tô chúng ta di chuyển vào tận nhà như vậy luôn á. Và đây, trục đường này là đường di chuyển cái đường Hoàng Sa phía trước nè cả nhà, cách mặt tiền đường Hoàng Sa chỉ 50m. Vị trí thích hợp vừa ở, mở văn phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc, salon tại nhà cũng được luôn á. Đó, một căn nhà vị trí phải nói là quá đẹp, ngay khu nhà cao tầng xây dựng đồng bộ. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ly để sở hữu ngay với giá bán hợp lý nhất các nhà. Một bước giá phải nói là lâu lâu mới có một căn ngay vị trí trung tâm quận Phú Nhuận mà giá bán hợp lý như vậy. Cũng như khi xem thì thông cảm cho bên Hằng Ly, do video bên trong nhà không có tiện đăng lên, đồ đạc còn hơi lộn xộn một tí, chủ nhà mình đang dọn nhà, cho nên cả nhà mình liên hệ cho Hằng Ly, em sẽ gửi video bên trong nhà qua Zalo hoặc là tin nhắn để cả nhà mình xem rõ hơn về ngôi nhà. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ly xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy nhớ liên hệ cho em nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Một căn nhà phố phân khúc cho bán 8 tỷ 700 triệu đồng nha cả nhà. Lên tới 7 phòng ngủ, thích hợp vừa ở, kinh doanh cho thuê cũng được luôn. Và em xin chào tạm biệt các nhà mình. Bye bye!